Xin chào, mình sẽ giới thiệu với các bạn về mục tiêu của bài học hôm nay nha. Đó là giúp học sinh củng cố về mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích, rèn luyện kỹ năng chuyển đổi các đơn vị đo diện tích, so sánh các số đo diện tích và giải các bài toán có liên quan đó. Nào, mình cùng vào làm bài tập nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Bạn làm đúng rồi. Bạn làm đúng rồi. Bạn làm đúng rồi. Bạn làm đúng rồi. Bạn làm đúng rồi.
Để lát nền một căn phòng, người ta đã dùng vừa hết 150 viên gạch hình vuông có cạnh 40 cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Hai chị em có 110.000 đồng. Nếu chị cho em 2.000 đồng, thì số tiền của chị bằng 5/6 số tiền của em. Hỏi, lúc đầu, mỗi người có bao nhiêu tiền? Hai chị em có 110.000. Sau khi chị cho em 2.000 đồng, thì tổng số tiền của hai chị em vẫn không đổi. Và lúc này, tiền của chị bằng 5/6 tiền của em. Bạn hãy dựa vào sơ đồ để giải tiếp đi nhé. Chúc mừng bạn!